bữa nay mình đi bị trễ anh em ha. Anh em tao bắt mấy lưới rồi. Dù anh tạo tôm to không anh em. Khuê lắm. Mang đủ mà thấy còn hết thân á. Mang đủ cước máy chạy xa luôn hả? Ai trà gạt không? Dạ. Dạ không. Nó vô tiệm nó mới trống được. Không lẽ nát dữ anh không? Đã có anh. Thank you.
này rõ rồi. Thấy rổ kia khác không? Mát mát vậy mà khỏe không? Lúc sau cũng của mày sao mày không làm kìa? Lúc sao cũng của mày chứ đâu mày không làm? Tùm 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 bự bắt sướng lẹ đầy bội đã thiệt trời. Quê chuột qua đó, chuột qua đó, bỏ đổ kia đổ đầy. Ủa anh ba có nghe tôm giá lên sao anh ba? Tôm đang bắt nè. Là bao nhiêu con anh ba? 10 con trở lên hả? Bò bên kia đến trâu vậy anh này. Bộ này em thấy sao nghiêng nghiêng cho nó bò ra được ta. Gọi nè. Quá đầy phê anh em ha. Tôm to to. Chia chia bác bà. Bạn bạn chia này bác bà anh bà. Chia bác để đó. Tôm bự mần lẹ. Bồ bẻ tóc hành. Tôm này mà thời điểm giá nó đỉnh trước khi dịch là nó cỡ nhiêu tiền một ký anh ba? 27-28 hả? Ủa, nó sụp ghê hồn anh em ha. Dịch bệnh này thất thu nhiều nè. Nãy em hỏi anh ba nói 200.000 anh, 200.000 anh em ha. Đó là giá lái cần. Hãy xuống đây kìa.
đợi ba cái bánh bỏ vậy kiếm không á. Dạ dạ. Chuyên nghiệp anh em ha. Anh em thì cũng vẫn còn đang tiếp tục anh em ha. Tôm bự thấy ham quá. Hồi nãy em hỏi mấy ông anh thì tôi biết cái giá từ 10 con gì lớn anh em 200.000 một ký giá hiện tại ha. Nhưng mà nó rẻ hơn lúc mà không có dịch, 70-80.000 cả 100.000 một ký anh em. Thì cũng tiếc quá ha. Thì em kết thúc cái phần 1 của video ở đây đi. Từ cái cục lưới này trở vô trong, tới trong đó em sẽ tiếp tục em gửi cho anh em xem. Và sau đó thì mình tìm hiểu cái cảnh cần tôm ở đây luôn anh em. Từ đó giờ xuống đây đi xin anh em quay nhiều nhưng mà chưa có thấy cảnh cần tôm lần nào anh em á. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở phần 2.